Rồi hiện tại đang gom bò giao khách này của chú chị, nay gom đi mười mấy con ha, giao về Đồng Nai. Đó, siêu 18 triệu nè, quay tưởng là tới nay mới bắt nè. Đó. Bỏ cây ra, đẩy đít, đẩy đít, đẩy đít. Đừng 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 có lặn cái đuôi vậy. Đẩy đít, đừng. Rồi để em phụ cái. Đây cô chú chị. Đó, hiện tại gom nguyên xe đi Đồng Nai ha. 8 con. Hello, xin chào cô chú chị ha. Thì hiện tại em đang ở xã Mỹ Chánh, Bà Rịa, Bến Tre. Đó, đi đang bán giùm anh chủ nhà hai con bò đực của chú chị. Đó, một con cọp với một con pháp kem ha. Đó thì nói chung thì hai con bò này thì lớn tháng rồi. Đó, bò này thì được 8 tháng tuổi của chú chị, nhưng mà con cọp này nó là tên 8 tháng nha, con cọp này gần nó khoảng 8 tháng rưỡi tới 9 tháng đó. Rồi bây giờ em sẽ gửi hình ảnh về giá cả của hai con bò đực này cho cô chú chị xem. Đó, trước khi xem video của chú chị em xin một like, một đăng ký nha. Em kênh chăn nuôi bò Bến Tre. Em phát sóng lúc 12 giờ trưa giờ 7 giờ tối. Rồi bây giờ em sẽ gửi hình ảnh về giá cả của hai đực này cho cô chú chị xem. Đó đây cô chú chị. Đó, con cọp này thì nó là hơn 8 tháng rưỡi từ 8 rưỡi tới 9 tháng nè. Đó, cọp này thì lứa bò ha. Đó, nói chung thì em cũng đi thì em cũng quên em cái thước rồi. Nó như con cọp này thì xương sóc nè. Đây của chú chị. Cọp này thì xương sóc hết nói luôn nè. Nó là dàn xương của này, chân của nó nè. Đó, thấy không? Cọp này có sừng ha. Chắc sừng da quá, cái hồi mò coi. Đó. Nói chung cọp này thì dàn xương sóc nó thì hết nói luôn. Đó, cọp này. Đó thì cô chú anh chị nào muốn mua hai bò này thì cứ liên hệ số điện thoại em để tầng màn hình. Đó, cọp này thì sừng da, sừng lúc lắc ha. Đó thì hai con bò này chiều cao là 1m2 ăn lên hết. Đó, em bao cho cô chú anh chị mình 1m2 ăn lên hết luôn. Tại vì em quên đem cái thước ha. Con cọp này cao dữ ạ. Rồi quay lưng qua mấy anh kia. Đó cô chú anh chị, lưng nè, cọp này thì lưng dai nở nè ha. Đó, con cọp này khoảng 1m25, 1m26, con này thì 1m2, chắc 1m2 luôn. Này đít hết thằng nè, không có lưng nè, lưng dai là nở ha, lưng đít, dai nở, đít nở, lông da bóng dọn. Đó thì cô chú anh chị nào muốn mua hai bò này thì cứ liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Trong hai bò này móng thì móng sò ha, móng sò cùm đứng thẳng nè. Đó, không có bị ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó. Chung bò này thì kiểu mẫu bò nè. Con kem này nó liền cái ghê luôn, cái đít hết thăng luôn. Đó, cô chú anh chị thấy không? Kem này nó hơi lú lú sừng ha. Đây. Đó. Kem này 8 tháng. Đó thì cô chú anh chị nào muốn mua hai bò này thì cứ liên hệ số điện thoại em để trong hình. Còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, sẽ nhắn tin số chủ nhà của chú anh chị mình điện trực tiếp. Đó. Đẹp không? Thì anh chủ nhà muốn bán hai bò này giá là 47.500.000. Đó. Giá này còn thương lượng không à? Hả? Thì anh nói giá 47.500.000 này thì anh còn thương lượng chút xíu thì xe của chú anh chị nó ở xa của chú anh chị. Dù đó của chú anh chị. Đó con cọp này nè. Cọp này thì cao lứa bò rồi ha. Đó con cọp này nè, lớn tháng rồi. Đó thì anh nói cái giá 47.500.000 này thì còn anh còn thương lượng chút xíu thì xe của chú anh chị nó ở xa đó. Con cọp này thì xương sóc cối luôn nè. Cọp này thì 8 tháng mấy gần 9 tháng rồi nè. Đó. Lứa bò rồi, thấy không? Đó, kem lực lạc ha, kem liền, nhưng mà nó nhỏ hơn cọp anh ấy gần tháng tuổi.
Đó thì hai con này có giá là 47.500.000 thì anh còn thương lượng cho cô chú anh chị mình chút xíu từ xe. Đó thấy không? Chung hai con bò này thì lỡ bò hết rồi cô chú anh chị. Lỡ tháng ha. Ít nở dài nở lực lạc thằng không? Đó. Đó. Hai con này nói chung thì ảnh nó là F1 không nghe cô chú anh chị. Lông nhuyễn da mỏng nè, dòng F1 này mình lui sao nó mang cái lượng thịt dữ dằn lắm, đích hết nói luôn. Đó thì hình ảnh và giá cả của hai con đực này thì em cũng gửi đến đầy đủ cho cô chú anh chị mình rồi. Thì cô chú anh chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, sẽ nhắn tin số chủ nhà của chú anh chị mình điện trực tiếp ha. Đó, thấy tướng tá không, hùng dậu nè, đó, dậu yếm nè. Hai con này có giá là 47. Chân móng hoàn thiện ha, không bị ốp xe là xuống lún xuống ruột gì. Đó, thấy không? Đẹp bò không? Đó. Thì hình ảnh và giá cả của hai đực này thì em cũng gửi đến đầy đủ cho cô chú anh chị mình rồi. Đó, nếu cô chú anh chị nào muốn mua ưng hai bò này thì cứ liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Hai con này có giá là 47.500.000 thì anh còn thương lượng cho cô chú anh chị mình chút xíu từ xe đó. Đó, nói chung là hai con đực này lỡ bò tơ ha, lớn bò lớn ngày tháng rồi. Đó. Cọp này thì mét khoảng 1m25, 1m26 nè. Đó, rồi bây giờ để tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay thì em gửi cho chú anh chị mình hình ảnh của hai con bò đực kem ha. Đó, con bên đây thì 6 tuổi nè, còn con bên kia thì 6 tháng. Đó, con bên đây thì em đo là chiều cao 1m2. Còn con bên kia là chiều cao 1m15. Đó thì cô chú anh chị nào muốn mua hai con bò này thì cứ liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Đó, muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, sẽ nhắn tin số chủ nhà cô chú anh chị mình điện trực tiếp ha. Đó, con bên đây thì lớn hơn con bên kia. Đó, nhưng con bên đây thì kiểu mẫu nè, tướng tá kiểu mẫu rất đẹp ha. Đó, cô chú anh chị nhìn kỹ nè. Đó. Tướng tá kiểu mẫu. Đó, thấy chưa? Đó. Đây chân móng nè. Đó, hai chân trước, hai chân sau, nói chung là hai bò này đều muốn sò của chú chị. Còn bên đây thì xương sóc to rồi ha. Đó, còn con bên kia thì xương sóc thì cũng vừa vừa, cũng trung bò chứ không bự không nhỏ. Đây. Con bên đây thì tướng tá đẹp dài đòn. Đó, nói chung là hai bò này có lú sừng. Con này sừng da ha, con bển thì có lú sừng. Đó thì hai con bò này thì cái giá thì rất hợp lệ luôn của chú anh chị. Nó nói chung thì em quay em cũng thương lượng sát giá luôn. Đó, nói chung thì bò nào em bảo bớt thì bớt ha, còn bò nào em nói không bớt nữa chắc chủ nhà chắc cũng không có bớt rồi. Nói chung thì trước khi quay em cũng thương lượng sát giá thì cô chú anh chị mình hết rồi. Đó. Đây nè, con này thì 6 tháng. Nó xương sóc nè. Không có con nào bị ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó thì anh chủ nhà cũng bán hai con bò này giá là 38 triệu. Thì giá này thì chốt luôn chứ không còn thương lượng gì nữa nghe cô chú chị. Đó, giá này thì chốt luôn á, không còn thương lượng gì nữa. Thì cô chú chị nào ưng hai bò này thì cứ liên hệ số điện thoại để trên màn hình. Đó, hai con này thì F1 ha. Nói chung thì con này ấy đít cũng nè, con này ấy chứ này cái đít nè, nó nhỏ tháng hơn nhưng cái đít nó cũng bự ha. Đó. Lưng đít lưng dai gì nè. Đó, nói chung thì bò nuôi vú béo thì em cũng không quay xé tích ha. Chung bò này thì nói chung thì hiện tại Bến Tre thì bò thì ngang đây thì người ta chích cũng chích kim dừa với diêm da nổi cục rồi hết rồi nghe cô chú anh chị. Giờ mình khỏi chích loại nữa ha. Đó thì hai con này có giá là 38 triệu. Giá này thì chốt luôn chứ không còn thương lượng nữa nghe cô chú anh chị. Bò này thì lớn rồi, lớn tháng rồi nha. Con này thì khớp khớp cột tước con kia. Đó. Thì cái chuồng bò nái thì ở bên kia ha, chuồng bò mẹ ở bên kia. Đây. Đó. Con bên đây thì xương sóc to.
Đó, nói chung thì hai con ngò này thì giá thì em thấy hợp lệ đó. Tước thì không có giá này đâu nghe cô chú anh chị. Còn bên đây thì lỡ bò nè, 6 tháng rưỡi nè. Còn đây thì thùng dạo nè. Mấy con đóng cái cổ như thế này thì nữa nuôi nó lên cổ dữ trời lắm. Đít nở dài nở. Con này ấy, con này cái đít cũng hết thăng không? Tướng cũng lực ha. Đó thì cô chú anh chị nào muốn mua hai bò này thì cứ liên hệ số điện thoại em để trong hình. Muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, sẽ nhắn tin số điện thoại trực tiếp nha. Nói chung thì em quay thì em ghi hình như thế này thôi, còn mua bán thì thương lượng giá cả gì đó, muốn gặp chủ nhà cho em sẽ nhắn tin số chủ nhà cho cô chú anh chị mình điện trực tiếp. Đó, như hai con bò này thì chốt giá chứ không còn bớt nữa. Đó, thì em nói chung em thương lượng sát giá luôn cho cô chú anh chị mình luôn, khỏi bớt nữa. Nghe không? Tướng tá nè, lực lạ không? Đó. Đít nở dài nở ha, kiểu đẹp. Hai con này có giá là 38 triệu. Nói chung hai bò này cũng không có mắc đâu, rẻ rề luôn cô chú anh chị. Đó. Mấy con bự này 20 triệu, con kia 18 triệu. Mua đâu mà có. Thấy không? Mua đâu mà có giá bò giá này. Đó thì cô chú anh chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại em để trong hình. Còn muốn gặp chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, sẽ nhắn tin số chủ nhà của chú anh chị điện trực tiếp ha. Thấy chưa? Lấy đít nở này. Hết thằng đâu đó. Rồi thì hình ảnh và giá cả của hai đợt này thì em cũng gửi đến đầy đủ cho cô chú anh chị mình rồi, thì cô chú anh chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại em để trong hình. Rồi thì bây giờ em xin kết thúc video ha. Xin chào cô chú anh chị.